sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu chân nến hình hoa tuyết xinh xắn như thế này. Thì phần thân của chân nến nó sẽ tạo ra 6 cánh ha, và đáy của chân nè. Mẫu này thì sẽ áp dụng cho những cái loại nến có đường kính tầm khoảng 3,5 cho đến 5 cm, do cái len của mình nó có độ co giãn ha. Các bạn cũng có thể thay màu tùy thích cho chân nến của mình. Để làm được mẫu này thì mình sử dụng len miêu cốt tông của 125g, sợi len của mình là mát S và chữ đỏ. Độ dày của sợi len nằm trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và kim móc ở đây thì mình sử dụng kim hai đầu, một đầu 3 và một đầu 4, thì ta sẽ sử dụng đầu số 4, tương đương với kim 2.5 mm. Những bạn nào mà không có mẫu kim này thì cũng có thể so sánh đầu kim các bạn đang có so với sợi len. Khi đưa vào so sánh nè, độ dày của đầu kim nó sẽ xấp xỉ bằng sợi len ha, giúp cho phần chân nến của mình nó được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì còn có thêm kéo cắt len và một cái ly nến như thế này. Thì nến của mình nó sẽ có đường kính tầm khoảng 3,5 cho đến 5 cm và chiều cao tầm khoảng 1 cho đến 2 cm là được ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết mẫu này. Đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi mình đã có được một nút rồi, từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích tầm khoảng 29 mũi móc ha, cho kim và len này. 1 2 3 4 5 6 7. Sau khi mình đã có được 29 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ để cho mình cái mặt của mũi móc xích như thế này. Mình sẽ kéo dần ngón tay xuống phía dưới và ta sẽ đâm kim vào chân xích đầu tiên của cái phần này ha. Móc cho mình vào chân xích đầu tiên một mũi dời. Móc lên một xích. Ta sẽ tạo ra được một cái vòng tròn với cái đường kính tầm khoảng 3,5 cho đến 4,5 cm. Thì do chất len của mình nó sẽ có độ co giãn nên nó sẽ vừa tầm với những cái loại nến có đường kính tầm khoảng 3,5 cho đến 5 cm ha. Khi đã có cho mình được vòng tròn này rồi và lên một xích rồi thì lúc này mình sẽ có 29 chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc, một mũi đơn. Sau đó mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Khi móc thì lưu ý nhớ giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã móc cho mình được 29 mũi móc đơn vào 29 chân móc rồi, để kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Thì cái hàng mũi đơn mà mình vừa tạo ở đây, nó sẽ là cái hàng viền cho miệng của chân đế mình ha. Và để không phải giấu len nhiều á, các bạn sẽ tiến hành di chuyển kim cho mình đến cái phần thân dưới để mình móc phần thân dưới luôn nè. Các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len luồn vào trong cái vòng tròn mình tạo đây, kéo một cái đoạn vừa đủ dài ha. Sau đó tiếp tục giữ cái sợi len mà mình móc đó, ta di chuyển kim đến cái chân móc nằm phía dưới của cái mũi mà mình kết thúc nè. Cái mũi này nó sẽ có hai cái đường như thế này ha, móc vào đây một mũi dời. Sau đó từ đây móc lên hai mũi móc xích. Đây thì lúc này cái mũi móc của mình nè, cái sợi dây len của mình nó sẽ nằm ở bên dưới. Các bạn sẽ tiến hành lộn cho mình cái phần vòng tròn này hai vòng, lộn theo hướng này nè, tiếp tục lộn một lần nữa thì cái sợi len của mình nó sẽ chui ra bên ngoài ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới nè. Lúc này ta cũng có được 29 chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào 29 chân móc này, mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Thì đây là chân đầu tiên một mũi kép đơn nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào chân thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba vào chân thứ ba và làm tương tự cho mình đến hết vòng. Sau khi đã móc cho mình 29 mũi kép đơn cho đến hết vòng rồi, để kết thúc cái vòng này các bạn sẽ đâm kim cho mình đến chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này. Thì đây sẽ là chân đầu tiên ha. Móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi xích.
Hàng móc thứ hai để tạo được cái điểm nhấn cho phần thân, các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi ngoặt trong và ngoặt ngoài xen kẽ ha. Mũi đầu tiên không móc vào chân móc mà các bạn sẽ đẩy cho mình cái thân chân móc này lên trên kim. Đâm kim xuống dưới nè, luồn lên trên để đưa thân chân móc lên kim, móc vào đây một mũi kép đơn. Ta sẽ có được một mũi ngoặt ngoài, cái mũi của mình nó sẽ lồi ra bên ngoài ha. Xen kẽ với nó thì thay vì đẩy thân chân móc lên kim, các bạn sẽ đưa kim xuống dưới và mình đẩy thân chân móc này xuống dưới kim. Lúc này mũi móc của mình nó đã nằm dưới kim rồi nè, thì các bạn cũng móc vào đây một mũi kép đơn. Ta sẽ có được một mũi ngoặt trong. Xen kẽ nữa sẽ là mũi ngoặt ngoài. Đẩy thân chân móc kế bên lên trên kim, sau đó móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục là một mũi ngoặt trong. Đưa kim xuống dưới, đẩy thân chân móc kế bên xuống dưới kim, móc vào một mũi kép đơn. Làm tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Mũi ngoặt ngoài nè, đẩy thân chân móc lên kim. Tiếp tục là mũi ngoặt trong, đẩy thân chân móc xuống dưới kim. Khi đã móc cho mình được đến cuối vòng móc rồi, để kết thúc cái vòng này các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân của mũi đầu tiên, tức là cái mũi ngoặt ngoài này nè. Thì cái chân móc nằm ở bên trên nó, móc vào đây một mũi dời. Như vậy là ta sẽ có được cái chiều cao của phần thân chân nến ha. Tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi móc xích và mình sẽ móc cái phần chân đế phía dưới. Để móc được phần chân đế phía dưới, để ý ở mỗi chân móc nè, nó sẽ có hai đường móc, một đường móc nằm bên trong và một đường móc nằm bên ngoài. Thì cái hàng đầu tiên này tất cả các cái mũi móc các bạn đều đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên ngoài ha. Cho chân đầu tiên cũng tương tự. Chân đầu tiên là cái chân mình móc mũi giờ kết thúc nè, là sát tay, các bạn cũng đâm kim vào đường bên ngoài, móc vào đây một mũi kép đơn. Được một mũi kép đơn rồi, móc lên một mũi móc xích, sau đó tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc vào đó một mũi kép đơn và cũng đâm vào đường móc bên ngoài ha. Tiếp tục sẽ móc lên một xích và tương tự chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn vào đường bên ngoài. Hoàn tất mũi kép đơn thì lên một xích và làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại ha. Cứ xong một mũi kép đơn các bạn sẽ cách cho mình làm một mũi xích để mình tạo cái khoảng trống chính giữa, móc cho đến cuối vòng. Khi ta đã hoàn tất được 29 mũi kép đơn và nó cách nhau một xích rồi, đến cuối cùng cũng móc lên một xích, sau đó ở 4 mũi xích đầu tiên mà mình gây nên, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân xích thứ 3 tính từ dưới lên, móc vào đó một mũi giờ để ta kết thúc vòng. Như vậy là lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ tạo ra tổng cộng là 30 cái khoảng trống như thế này. Thì 30 khoảng trống này mình sẽ tạo ra 6 cái cánh của hoa tuyết ha. Thì cách móc cái hoa tuyết như sau. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó ta sẽ di chuyển kim đến cái khoảng trống đầu tiên, tức là cái khoảng trống giữa ba mũi xích với cái mũi kép đơn này nè, móc vào khoảng trống này một mũi móc đơn. Có được một mũi móc đơn rồi, tiếp theo bỏ qua một khoảng trống và móc vào khoảng trống kế tiếp ba mũi kép đơn ha. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba. Có được ba mũi kép đơn rồi, từ đây móc lên ba mũi móc xích và khoảng trống kế tiếp cũng móc 3 mũi kép đơn. 1 2 và 3. Ta sẽ tạo ra được một cái họa tiết sò như thế này. Thì để kết thúc cái họa tiết này, các bạn sẽ bỏ qua cho mình một khoảng trống và móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi móc đơn. Thì cái cánh đầu tiên của mình sẽ hoàn tất ha. Với 6 chân móc này sẽ tạo ra được một cái cánh. Thì để móc tiếp cánh thứ hai từ cái chân móc đơn này, các bạn tiếp tục móc cho mình một cái họa tiết tương tự. Từ chân mũi móc đơn này ha, bỏ qua một khoảng trống, móc vào khoảng trống tiếp theo 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba. Có được 3 mũi kép đơn rồi, lên 3 mũi xích, sau đó móc vào khoảng trống kế tiếp 3 mũi kép đơn nữa. Hoàn tất được cái họa tiết này thì bỏ qua một khoảng trống và móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi móc đơn. Ta sẽ có được cánh thứ hai. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết. Khi mình đã móc đến cái cánh cuối cùng á thì nó cũng có được đủ khoảng trống để mình tạo ra cánh cuối cùng ha. Từ chân móc đơn bỏ qua một khoảng trống nè, khoảng
khoảng trống kế tiếp 3 mũi móc đơn lên 3 xích và khoảng trống kế bên 3 mũi kép đơn. Kết thúc cái cánh cuối cùng này rồi thì cũng có một khoảng trống ở đây, thì khoảng trống này cũng là khoảng cách của cái họa tiết cuối cùng với cái chân mũi móc đơn đầu tiên ha. Các bạn sẽ di chuyển kim đến chân mũi móc đơn đầu tiên, móc vào một mũi giờ để ta kết thúc cái vòng này. Như vậy là ta sẽ có được tổng cộng là 6 cái chân cánh ha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo cái đường gai cho cái phần chân cánh của mình, nó có cái điểm nhấn ở phía ngoài. Thì cái vòng tiếp theo này mình sẽ sử dụng mũi dời để móc ha. Lúc này để ý cho mình ở một cái họa tiết của mình. Đây là một họa tiết nè, thì một họa tiết này nó sẽ có 3 mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục là 3 xích và 3 kép đơn. Thì các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi dời như sau. 3 mũi kép đơn đầu tiên, chân đầu tiên móc một mũi dời. Chân kép đơn thứ hai cũng móc một mũi dời. Cái chân kép đơn thứ hai này là cái chân nằm chính giữa nè, thì cái chân nằm chính giữa này các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó ta tiếp tục dùng mũi dời móc vào cái chân thứ hai đó một lần nữa. Ta sẽ tạo ra được cái chân gai đầu tiên. Tiếp tục cái mũi kép đơn thứ ba sẽ móc cho mình một mũi dời. Di chuyển kim đến khoảng trống của 3 xích ở đây cũng móc một mũi dời. Ở cái đỉnh của cái họa tiết này nè thì các bạn sẽ móc cho mình 3 xích, móc một mũi dời vào khoảng trống. Tiếp tục là 5 xích, 1 2 3 4 và 5. Sau đó là một mũi dời. Và để cho nó cân thì móc tiếp 3 xích. Và cũng móc vào đó một mũi dời. Như vậy là cái điểm nhọn của hoa tuyết sẽ có được cái điểm như thế này, 3 xích, 5 xích và 3 xích kết hợp ha. Tiếp tục còn 3 cái mũi kép còn lại thì làm tương tự, chân đầu tiên một dời, chân thứ hai tiếp tục là một mũi dời. Và cái chân thứ hai này là chân nằm chính giữa nên móc cho mình thêm một cái gai như thế này ha. Lên 2 mũi xích nè. Và tiếp tục móc vào cái chân thứ hai đó một mũi dời. Còn chân còn lại cũng móc một mũi dời. Sau đó tiếp tục dời về cái chân mũi móc đơn kế bên để ta kết thúc cái cánh đầu tiên. Như vậy là phần gai của cánh đầu tiên hoàn tất. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái phần gai này cho các cái cánh còn lại cho đến hết ha. Đây, mỗi cánh nó sẽ có 3 kép, 3 xích và 3 kép nè. Thì 3 kép đầu tiên, chân đầu tiên 1 dời, chân thứ 2 1 dời, 2 xích 1 dời. Và chân thứ 3 1 mũi dời. Tiếp tục dời kim vào khoảng trống chính giữa ha. Khoảng trống chính giữa này móc lên 3 xích nè. Tiếp tục là 1 dời, sau đó là 5 mũi xích, 1 mũi dời, và ngược lại 3 xích, 1 mũi dời. Còn lại 3 kép đơn thì chân đầu tiên 1 dời, chân thứ hai là chân nằm chính giữa nè, 1 mũi dời, 2 mũi xích, 1 mũi dời. Chân thứ ba là 1 mũi dời. Sau đó dời về chân mũi đơn để kết thúc. Móc tương tự cho đến hết. Đến cái cánh cuối cùng cũng còn lại 3 chân kép đơn cuối cùng ha, thì cũng làm tương tự nè. Chân thứ hai là chân nằm chính giữa sẽ tạo một cái gai gồm 2 xích ha. Sau đó một mũi dời nè. Và đến chân của mũi kép cuối cùng cũng móc một mũi dời. Lúc này đến đây các bạn sẽ kết thúc bằng cách kéo dài cái sợi len, sau đó dùng kéo cắt len. Sợi len của mình đang nằm ở mặt phải của sản phẩm. Ta dùng kim đâm kim từ dưới lên trên vào cái chân móc kế bên. Tức là cái chân móc mà mình kết thúc mũi dời ở vòng phía dưới á. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi len thừa ra phía sau từ chân móc này. Chấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu chân nến xinh xắn như thế này. Khoảng trống ở bên trong của chân nến các bạn sẽ luồn cho mình cái ly nến vào bên trong. Do chất len của mình nó có độ co giãn nên ly nến các bạn có thể sử dụng cho mình có đường kính tầm khoảng 3,5 cho đến 5 cm và chiều cao tầm khoảng 1 cho đến 2 cm là được ha. Luồn vào bên trong nè.
Ta cũng có thể thay đổi màu của chân nến để phù hợp với màu của ly nến ở bên trong. Và khi thắp lên, nó sẽ tạo nên một cái điểm nhấn lung linh cho không gian của mình sử dụng ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu chân nến hình hoa tuyết xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu này.